Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bác một mã loa cao cấp nhất đến từ NA Canop Audio. Thì đây là mã model BK12. Đó. Thì trước đây thì em đã giới thiệu với các bác với mẫu là KE12 rồi, thì hôm nay sẽ là BK12. Thì mã này thì chính là cái mã mà cao cấp nhất. Đó. Vậy nên là rất là mong muốn là được giới thiệu với các bác và anh em với những cái sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, đúng không ạ? Thì đây thì chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu về cái mẫu loa này các bác nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá về ngoại thất. Ngoại thất ở đây các bác có thể thấy này, họ sơn một lớp sơn trên thùng màu tím than nhìn rất đẹp luôn đó. Và bên trong cái lớp sơn này thì họ có thêm một cái lớp nhũ nữa giúp cho cái sản phẩm này nó có cái cảm giác óng ánh nhé, khi chiếu đèn vào. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ có một cái logo. Logo này thì chính là cái logo phát sáng các bác nha. Đó, và thời gian trở lại đây thì em có giới thiệu với bác khá là nhiều loại loa rồi, và đa số bây giờ thì chắc là cái xu hướng bây giờ đang là cái xu hướng là logo phát sáng. Đó, và trên cái sản phẩm NA này thì nó cũng có. Và trước mặt sản phẩm đây thì chúng ta sẽ thấy là có model sản phẩm luôn này. Đây là thuộc dòng BK series đúng không ạ? Hai power đó. Two way ở đây chính là hai đường tiếng các bác nhé. Đây các bác có thể này. Và sản phẩm này là sản phẩm của nó là Neolium, tức là HF là giải cao này. Đấy, 1,7 inch này, Neolium tức là cái chép của nó sẽ là chép neo. Được chưa? Đây, nét này. Đó, và công suất liên tục của nó là 650W đó. Tức là nhìn qua bên ngoài này thì chúng ta đã thấy là đầy đủ thông số rồi đúng không? Đầy đủ thông số đó. Rồi, về cái ế căng các bác nhìn này, ế căng của nó này nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đó, tức là cái dòng sản phẩm cao cấp thì họ rất là trau chuốt về cái thiết kế bên ngoài. Đó, khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ có cái cảm nhận là cái sản phẩm này nó chất lượng thực sự đó. Còn bên sườn thùng nhá, bên sườn thùng thì các bác có thể thấy này, logo đặc trưng của cái dòng NA đó chính là con bọ cạp, hình con bọ cạp, và cái thương hiệu này thì nó đến từ Canada. Đó, đến từ Canada các bác nhé. Nhìn đây là họ khắc luôn CNC này. Đó, khắc luôn CNC các bác nhé. Em sẽ quay cả hai cái này ra. Đó, các bạn nhìn này, họ khắc CNC nên là 10 con thì nhìn trông như cả 10 luôn, nó không khác nhau. Đó, nhìn rất là chất lượng đúng không, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay cái phía sau nhé. Phía sau này thì sản phẩm nó có 4 lỗ thông gió. Em xin lỗi, lỗ thông hơi. 4 lỗ thông hơi. Đây các bác có thể thấy này. Trên là sẽ là 2 lỗ này, và bên dưới này nó sẽ có 2 lỗ nữa. Các cái dòng sản phẩm thông thường thì ít những cái sản phẩm nào mà nó có tới 4 lỗ như thế này. Đó, đúng không ạ? Vì cái sản phẩm này công suất nó khá là lớn, công suất khá lớn cho nên là những cái đường thông hơi đây ra để nó họ sẽ làm nhiều hơn để cho cái độ âm của loa nó phát ra của cho chúng ta cái cảm giác nó đầy hơn. Đó. Và bây giờ thì em sẽ đọc cho các bác cái thông số của loa nhé. Đấy, hầu như chúng ta em làm loa cho các bác thì lúc nào em cũng phải đọc thông số, cái thông số rất là quan trọng. Ở đây chúng ta có thể thấy này, logo của NA Canop Audio này. Bên dưới đây chúng ta sẽ có model của nó BK12. Giải thấp nhất của sản phẩm này là 53Hz cho đến 20kg, giải rất là rộng luôn này. Rồi độ nhạy nhé, sensitivity này. Độ nhạy các bác nhìn có ấn tượng không ạ? 102 dB. Đó, 102 dB, và cao nhất nó lên tới 132 dB. Độ nhạy của nó rất cao luôn ạ. Đó, và công suất liên tục của nó các bác thấy là 650W, mắc lên tới 1300W, đánh ở chiều kháng 8 ohm. Các bác thấy thế nào? Sản phẩm nó quá là chất lượng đúng không? Đó. Rồi bây giờ các bác nhìn này, design in Canada nhé. Tức là cái sản phẩm này, cái thương hiệu này nó đến từ Canada và sản xuất trên dây chuyền của Canada các bác nhé. Đó, và nếu như nói về Canada thì các bác có thể thấy rằng là với những cái dòng Mixua thì là cũng là được sản xuất tại Canada đấy các bác. Đó, tức là cũng là thương hiệu của Canada đấy bác. Đó. Rồi, đây là chúng ta sẽ có đường in và đường link để cắm loa lưu trích. Đó. Và đây chính là cái thiết kế phải nói là cực
kỳ đẹp, cực kỳ đẹp đó, rất là chất lượng luôn. Và trước đây thì em cũng đã giới thiệu với các bác những cái mẫu loa này này, loa NA này là KM12 này, thì mẫu này thì nó phân khúc tầm trung, còn đây nó là phân khúc cao cấp. Thì chắc hẳn là chúng ta đã xem nội thất rồi, à xem ngoại thất rồi, thì bây giờ các bác đang tò mò là củ bát như thế nào đúng không, củ chép như thế nào, thì bây giờ em mời các bác cùng em khám phá. Sẽ là BK series, và các bác có thể truy cập website naclubaudio.com đó. Và em lúc đầu em không nghĩ rằng là cái từ nó là từ 190 này nó lại có thể cho ra công suất lớn như vậy, nhưng khi mà chúng ta em đã nghiên cứu ở trên website của công ty thì em mới hiểu được đó. Các bác có thể thấy thứ nhất là từ của nó này, từ của nó rất là dày, từ rất dày luôn các bác nhé, đó, từ rất dày đó. Và thiết kế các cái, các bác thấy không, thiết kế các cái xương này nhìn phải nói là cực kỳ đẹp, à, cực kỳ đẹp nhé. Con này trang bị là côn của nó, côn 76 đúng không ạ. Mình sẽ nhấc lên các bác nhện này, nhấc lên các bác nhìn nhện keo mà họ làm này, nó quá là đẹp đó. Tìm đâu được những cái dòng loa chất đẳng cấp này trong cái tầm giá nó lại không phải là cao đó, không phải là cao các bạn ạ. Đẹp không? Đó. Rất đẹp luôn ạ. Đó, những cái dòng này thì chúng em đang có giá chỉ 18.800.000 này. 18.800.000 này các bạn nhìn này. Công ty họ làm rất là chi tiết chỉnh chu luôn ạ, hầu như là không có một cái lỗi nhỏ luôn. Đó. Không có một lỗi nhỏ luôn. Rất là đẹp. Củ bát rất nặng luôn ạ. Côn nó rất sâu nhá. À, độ thông hơi nó rất sâu luôn ạ. Đó, nên là toàn thể vào cái củ bát này nó rất là đáng đồng tiền ạ, cực kỳ đáng đồng tiền ạ. Cái mặt bát của nó đây, đó, gần một vài cái này, một vài tấm dầu này, nhìn nó em soi từng chi tiết nhỏ các bác luôn ạ, không có một lỗ nhỏ nào luôn. Để củ bát này rất là chất lượng. Thế còn chúng ta sẽ quay sang củ chép này. Chép đây thì họ hàn chết luôn các bác nhé, hàn chết luôn bởi cái dòng mà chép neo này, chép neo NA Club Audio này, đó, chép neo này của nó công suất nó khá là lớn đấy các bác nhé, công suất của chép này khá lớn luôn ạ, nhìn nó rất đẹp luôn ạ, nói là chúng ta chẳng có thể nào mà chê được trong cái tầm tiền này, trong tầm tiền này chúng ta không thể chê được nhé. Đó, rồi phân tần, em soi phân tần các bác, đây, đó, em sẽ xin lỗi này sẽ rút mày quay ra nhé. Quay dưới cho bác nhìn đó, bác nhìn phân tần của nó này đẹp chưa, nói là không tì vết luôn đấy. Anh em nhìn phân tần này đảm bảo anh em cũng thích luôn, vậy thì nó mới cho được cái chất âm ra nó tuyệt vời, vậy thì nó mới cho cái chất âm ra tuyệt vời được đúng không ạ. Rồi các bác anh em nhìn cái thùng loa này họ làm này, đó, gỗ rất là xịn sò luôn đấy, gỗ cũng là gỗ xịn sò luôn ạ. Đó, thì đây là về cái dòng loa đẳng cấp chất lượng đúng không ạ. Đẳng cấp chất lượng thì chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ đó, phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Đây để em quay chi tiết cho anh em, keo cái cùng họ làm rất chuyên nghiệp, từ rất dày nhé,
từ rất dày. Em soi chi tiết cho các bác luôn đấy nhé. Cái này thì nó rất là đáng đồng tiền đúng không? Rất đáng đồng tiền rồi đúng không? Đó. Và bây giờ em sẽ nắp vào. Nắp vào để test cho các bác nhé. Test thì các bác cảm nhận được cái chất âm của nó. Và xin mời các bác. Vâng, em cũng đã lắp đặt xong rồi. Và bây giờ thì sẽ mời các bác trải nghiệm cái độ uy lực của cái sản phẩm này các bác nhé. Và mời các bác cùng lắng nghe. Và lưu ý rằng là trước khi chúng ta test nhà thì vui lòng, các bác có tai nghe thì vui lòng đeo tai nghe vào để chúng ta có cảm nhận chất âm tốt nhất. Và xin... cực kỳ sướng ạ, quánh rất sướng luôn với cái dòng loa này. Và đó là chúng ta vừa rồi là trải nghiệm cái sự uy lực của loa. Và bây giờ thì em sẽ test cho các bác một bài nhạc vàng đi, nhạc quê hương đi coi nha, để chúng ta trải nghiệm xem là cái âm bát âm chép nghe nó feel hay không. Rằng là với cái dòng loa này nó đảm bảo cho các bác trải nghiệm được cái sự mạnh mẽ, được sự uy lực của sản phẩm. Và cái chất âm của nó thì các bác có thể thấy này, mở cường độ rất là lớn, chúng ta không hề no vỡ tiếng. Không hề no vỡ tiếng nhưng vì cái dòng này nó sản xuất ra công suất nó khá là cao rồi, 650W cho một đôi loa full 30. Đó. Nên là đây là với cái dòng như lúc
đầu video đã nói là với cái dòng loa mà mã cao nhất thì chắc chắn sẽ không làm cho các bác thất vọng đâu ạ. Thứ hai nữa là về cái tầm tiền của nó ạ. Tầm tiền thì rất là phải chăng nhé, chỉ có 18 triệu 800 nghìn một đôi loa này thôi. 18 triệu 800 miễn phí ship cho các bác luôn. Đó, anh em quan tâm hay cần tư vấn thêm về những cái dòng loa NA-BK12 này thì có thể liên hệ trực tiếp tới bên em để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.